Container này hơn 36 tấn. Bên em đang tất bật để mà xuống hàng. Những cây trà là rất là tươi tốt, đang bông. Ngày hôm nay thì bên em về một container rất là lớn, những cây trà là đang bông phục vụ cho quý khách hàng. Thời gian vừa qua trà là đang rất hot trên thị trường và khách hàng bên em rất là quan tâm và số lượng bên em thì đặt hàng rất là nhiều. Đây, bên em đang tất bật để mà xuống hàng. Những cây trà là đang rất là tươi tốt. Container này hơn 36 tấn hàng nha quý anh chị. Đó, rất là dài, anh chị nhìn nè. Dòng này là tầm khoảng là 2 tuổi rưỡi rồi nha quý anh chị. Tổng chiều cao cây này tầm khoảng là 1m6 ha. Đó, cây bên em thì thuần ở trong cái sọt từ nhỏ nè. Đây là dòng trà là trái vàng cấy mô nha quý anh chị. Đó, hàng mà đem nhập về rất là tươi tốt luôn. Cành lá xanh vút đẹp luôn nha quý anh chị. Anh chị về trồng kinh tế là tuyệt vời luôn nè. Ngoài size nhỏ này ra, em trên xe em còn rất nhiều size lớn đang bông. Cây bên em thì quá trời quá đất luôn anh chị. Anh chị nhìn kỹ cái sọt bên em nè. Rẻ nè. Cực kỳ ổn định nha quý anh chị. Và cây đã ở trong sọt ổn định như thế này nè. Bây giờ em sẽ đập hộp những buồng hoa của cây trà lại bên em cho quý anh chị xem nha. Những buồng hoa này bên em đã thụ phấn rồi và nó đã đậu trái rồi nha quý anh chị. Wow, đây. Tất cả các cây bên em đều được gói trong những cái tờ giấy như thế này nè quý anh chị, là những cái bọc của nó nè. Anh chị nhìn kỹ nè. Wow, nó đã đậu trái rồi và đã được thụ phấn rồi nha quý anh chị. Em xin phép là không tách ra hết bởi vì là cây đang được bao bọc, những cái buồng hoa này nó đang được bao bọc trong những cái túi như thế này. Nếu em lấy ra nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trái nên em sẽ không có bóc ra hết nha. Như thế này là anh chị thấy đủ uy tín chưa ạ? Tất cả anh chị nhìn nè. Tất cả những cây bên em đều có 3 đến 4 đến 5 buồng trái nha quý vị nè, 1 nè, 2 nè. Đó, wow, nhiều lắm. 3 nè. Đó. 4 5 buồng luôn nha quý anh chị nhìn nè. Đó. Đó, tất cả các bẹ bên em đều đã có bông và đem bên em đã thụ phấn hết rồi nha quý anh chị nha. Trà là bên em là 100% cái mô, 100% là cây cái và cái dòng này bên em là đã đang bông. Anh chị mua về trồng có trái ăn liền luôn. Cây bên em đã ổn định trong sọt như thế này nè. Chất lượng cực kỳ ổn định và rễ cực kỳ ổn định nha. Tổng chiều cao cây tầm khoảng gần 3 mét nha quý anh chị. Đó, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà chốt những cái cây trà là đang bông nha. Anh chị đang có nhu cầu trồng kinh tế hoặc là trồng trang trí khuôn viên vườn nhà, đừng ngần ngại nhấc máy lên và liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ. Hotline 092 848 7777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.